mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc đàn violon bằng len như thế này. Nhỏ xíu thôi, rất là cân nha mấy bạn. Mình đã sử dụng hai màu, đó là màu hồng và màu vàng. Còn mấy bạn mà muốn cây đàn chân thật hơn thì bạn sử dụng màu nâu nhé. Màu nâu thì nó sẽ giống cây đàn thật hơn mấy bạn. Ở đây thì mình thích phá cách một chút, thích màu nổi dễ thương một chút, cho nên mình đã sử dụng hai màu nổi như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng mình bắt tay vào làm nhé. Ở đây mình sử dụng len cotton Việt Nam, sợi 1mm, cho nên kim móc mình sử dụng đầu 1.0 luôn nhé bạn nhé. Còn bạn nào mà sử dụng loại len to hơn thì các bạn sẽ dùng kim móc to hơn. Rồi, bây giờ mình bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thân đàn trước nè. Phần thân đàn mặt trước, sau đó là móc mặt sau, hai mặt giống như nhau luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ trang trí. Mấy bạn tạo cho mình một dây móc xích gồm 7 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu và bảy. Sau đó mấy bạn sẽ móc vào chân móc thứ hai. Chân đầu tiên mình bỏ, móc qua chân thứ hai nha. Móc theo công thức là một tăng, bốn đơn và một tăng. Chân đầu tiên bỏ nè, móc qua chân thứ hai. Mũi tăng là hai mũi đơn chung chân nha mấy bạn. Một tăng nè, bốn đơn. Một, hai, ba, bốn và cuối cùng là một mũi tăng. Sau đó lên một mũi bính và xoay sản phẩm lại để mình tăng hàng. Móc qua hàng thứ hai, mấy bạn móc theo công thức là một tăng, sáu đơn và một tăng. Cái dây len phía sau dư này mình sẽ móc kèm theo luôn, chèn vào bên trong luôn. Một tăng, sáu đơn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mình cắt cái phần len dư đi. Và cuối cùng là một mũi tăng. Sau đó lên một mũi bính và xoay sản phẩm lại để tạo hàng thứ ba. Hàng thứ ba mấy bạn móc theo công thức là một tăng, tám đơn và một tăng. Một tăng. Tám đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám và cuối cùng là một mũi tăng. Lên một bính và xoay sản phẩm lại. Hàng số 4 mấy bạn móc cho mình 12 mũi đơn nhé. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và cuối cùng là 12. Đã xong hàng số 4, mấy bạn lên cho mình một mũi bính, xoay sản phẩm lại và móc hàng số 5. Hàng số 5 mấy bạn vẫn móc cho mình 12 mũi đơn nhé. 1 2 móc từ đây cho đến cuối hàng là 12 mũi đơn. Mình sẽ quay lại sau nha. Rồi, đã xong hàng số 5 gồm 12 mũi đơn thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn lên cho mình một mũi bính và xoay sản phẩm lại. Qua hàng số 6, móc theo công thức là 1 giảm, 8 đơn và 1 giảm. Mũi giảm mình ký hiệu là chữ A mấy bạn. 1 giảm nè. 2 vòng len trên kim. 3 vòng len trên kim. Và bạn kéo qua hết luôn. Giảm nè. Rồi 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rồi mũi cuối cùng là giảm. Lên một bính. Hàng số 7 móc cho mình 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Lên một bính, xoay sản phẩm. Hàng số 8 mấy bạn vẫn móc cho mình 10 mũi đơn nha. 1 2 3 móc cho đến cuối hàng nha, gọi là 10 mũi đơn. Rồi, đến đây là xong hàng số 8. Mấy bạn sẽ lên một mũi bính nè và xoay sản phẩm lại và móc theo công thức là 1 tăng, 8 đơn và 1 tăng. 1 tăng nè. Đến 8 đơn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 và cuối cùng là một mũi tăng. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ cắt chỉ. Chúng ta được một nửa thân đàn rồi. Rồi, đến đây thì mấy bạn sẽ tiếp tục cũng là màu hồng luôn nha. Mấy bạn muốn móc cái đàn màu gì thì bạn cứ móc theo nhưng mà không có đổi màu. Mình vẫn móc nè. Giờ bạn sẽ tính từ chân móc thứ tư. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4. Chân móc từ bạn sẽ luồn kim qua và kéo len lên. Lên một mũi bính. Móc cho mình 6 mũi đơn nhé bạn nhé. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Bạn để ý đi, bên này là 3 mũi 1, 2, 3. Bên đây cũng là 3 mũi trống 1, 2, 3. Còn chính giữa này là 6 mũi. Hai cái này thì nó đầu và đuôi nhau đều bằng nhau nhé bạn nhé. Đã xong hàng số 10. Từ hàng số 11 đến hàng số 15 thì các bạn móc đều là 6 mũi đơn. 11, 12, 13, 14, 15. Hàng số 10 rồi nè. 11, 12, 13, 14, 15. Mấy bạn móc thêm 5 hàng nữa nha. 5 hàng đều 6 mũi đơn nữa thì mình sẽ gặp lại sau nhé mấy bạn. Này, lên một mũi bính. Và móc 1
2 3 4 5 6. Cứ tiếp tục như vậy nhé bạn nhé. Rồi sau khi mấy bạn móc đến hàng số 15 thì chúng ta được một chiều cao như thế này. Đây nè, hàng này hàng số 10 nè. 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Tiếp tục chúng ta lên hàng số 16. Là lên một mũi bánh các bạn. 16 mấy bạn móc theo công thức là 6 đơn. Và sau đó mình sẽ thêm 2 mũi bánh. 1 2 3 4 5 và 6. Lên cho mình 2 bánh nha. 1 2. Sau đó xoay sản phẩm lại. Hàng số 17 móc cho mình 8 mũi đơn. Chân đầu tiên bỏ móc qua chân thứ hai nè. 1 2 3 4 5 6 7. Cái 8 này bạn móc ở ngoài luôn nha, để cho nó có cái độ xoay á. Mình không có móc mũi tăng thì nó ít có độ xoay. Mình móc ra ở phía ngoài này luôn nè, cho nó có cái độ xoay cho nó đẹp. Đây là mũi số 8. Lên một mũi bánh. Xoay sản phẩm lại. Hàng 18 móc theo công thức là 1 tăng, 6 đơn và 1 tăng. 1 tăng đây, 6 đơn. 1 2 3 4 5 6 và 1 tăng cuối cùng. Lên một bánh. Xoay sản phẩm. Hàng 19 móc công thức là 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Lên một mũi bánh. Hàng số 20 cũng móc cho mình 10 mũi đơn nhé bạn. Mấy bạn mà nhìn không kịp thì cứ nhìn công thức nha, mình có ghi phía trên màn hình á. 1 2 móc cho đến cuối hàng là 10 mũi đơn. Rồi sau khi móc xong hàng số 20 thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn lên cho mình một mũi bánh. Xoay sản phẩm lại. Hàng 21 móc công thức là 1 giảm, 6 đơn và 1 giảm. Giảm là 3 mũi, 3 vòng len kim nè. 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 và giảm. Lên một bánh. Xoay sản phẩm. Hàng 22 móc theo công thức là 1 giảm, 4 đơn và 1 giảm. 1 giảm nè, 4 đơn. 1 2 3 4 và giảm. Lên một bánh, xoay sản phẩm. Hàng 23 móc theo công thức là 1 giảm, 2 đơn và 1 giảm. 1 giảm nè, 2 đơn, 1, 2 và cuối cùng là 1 giảm.
Rồi đến đây thì mấy bạn không cắt chỉ mà mấy bạn sẽ viền nhé. Viền xung quanh, viền hết cái phần đèn, phần thân đèn cho mình luôn. Mấy bạn móc theo công thức mình có ghi phía trên màn hình nhé. Trước tiên mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi tăng ở chân móc đầu tiên luôn. Một mũi tăng nè. Một, hai, sau đó là 5 mũi đơn ở chân móc kế bên các bạn. Một, hai, ba, bốn, và 5. Sau khi móc xong 5 mũi đơn, mấy bạn sẽ lên cho mình 20 bính. 1, 2. Và đến đây mấy bạn sẽ móc vào cái chân móc này luôn nha bạn nha. Chân đây nè. Mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Sau đó sẽ móc cho mình một mũi trượt ở chân móc kế tiếp. Nó sẽ tạo thành một cái G như thế này. Rồi mấy bạn sẽ móc cho mình 5 mũi trượt nhé. Một trượt nè, hai trượt, ba trượt, bốn trượt và 5 trượt. Có nghĩa là cái phần này thì mình sẽ trượt nhé, phần thân này thì mình sẽ trượt, còn những cái phần ở trên này thì mình móc mũi đơn. Rồi tiếp theo mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Tiếp theo là cắt một chân. Một nè, hai nè, một nè, hai nè. Mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi trượt. Và sau đó mấy bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và móc cho mình 5 mũi đơn. Chân này luôn nha, móc vào chân này luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Đến đây thì mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi tăng, một mũi V bạn. 1, 2, sau đó là 2 mũi đơn. 1, 2 và 1 mũi tăng. Những cái góc cạnh đó là mình sẽ móc tăng nha bạn. Tiếp theo là 4 mũi đơn. 1, 2, 3, 4 và 1 mũi tăng. Sau đó là 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Tiếp theo là 7 mũi đơn. 1, 2, 3, à xin lỗi bạn, 5 mũi đơn nha bạn nha. Mình nói lộn là 7 mũi.
Rồi sau đó mấy bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và móc một mũi đơn ở chân móc vừa rồi luôn. Tiếp theo là một mũi trượt. Sau đó là một mũi trượt. Và tiếp theo là một mũi đơn. Sau đó cắt một chân, chân này bỏ nè. Móc qua chân này, trượt. À, xin lỗi các bạn, cắt một chân móc qua một chân đó là mũi đơn nha bạn nha. Rồi sau đó bạn sẽ trượt 5 mũi trượt. 1 2 3 4 5. Và một mũi đơn. Đến đây thì bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính và móc vào chân móc vừa rồi luôn. Một mũi bính. À xin lỗi bạn, một mũi đơn. Tiếp theo là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Tiếp theo là một mũi tăng. 1 2 và 2 mũi đơn. À, xin lỗi các bạn, mũi tăng rồi bắt đầu là 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Và cuối cùng mấy bạn sẽ trượt mũi cho mình và kết hàng. Nó sẽ ra như thế này các bạn. Cắt chỉ. Rồi mấy bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình thêm một mặt sau cửa đàn nữa nha. Mấy bạn sẽ móc hai sản phẩm như thế này. Móc lặp lại như thế này là cho một mà lặp lại như thế này một lần nữa. Rồi mình sẽ quay lại sau nhé bạn. Sau khi mấy bạn móc xong hai phần mặt trước và mặt sau của cái đèn thì chúng ta được như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc phần trang trí ở phía trên mặt đèn. Mấy bạn sẽ sử dụng màu đen. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần này trước nha. Rồi đến tiếp theo là phần này và phần này. Mấy bạn sẽ sử dụng màu đen tạo cho mình một dây móc xích dài 23 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 và 23. Sau đó móc vào chân móc thứ hai. Chân móc đầu tiên bỏ, móc vào chân móc thứ hai. Móc cho mình 16 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 và 16. Rồi sau đó mấy bạn sẽ sử dụng màu hồng và mình nối vào luôn nhé. Mấy bạn móc theo công thức là 5 mũi đơn màu hồng. Một, hai, ba, bốn, năm. Và chân móc cuối cùng mấy bạn móc 4 mũi đơn chung một chân luôn. 1, 2, 3 và 4. Đến đây cái phần dây len dư này mình có thể cắt bỏ đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ móc 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4 và 5. Còn dây len dư ở phía sau cái phòng điện thì mình cũng cắt bỏ đi luôn. Và hôm nay thì mình sẽ đổi màu nhé. Mình sẽ đổi qua màu đen nè. Và mình sẽ móc 16 mũi đơn, còn lại là màu đen cho đến cuối hàng. Một cái sợi dây len hồng này mình sẽ chèn và giấu ở chính giữa luôn nha các bạn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình móc nửa chờ một nửa đường thì mình sẽ cắt đi. Cái đó mình cũng đủ chắc chắn rồi. 11, 12, 13, 14, 15 và cuối cùng là 16. Rồi, đã xong. Đến đây thì mình cắt chỉ. Đã xong một phần của cây đen. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn mấy bạn móc thêm hai phần trang trí nữa nhé. Mấy bạn tạo cho mình một dây móc xích gồm 9 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Sau đó móc cho mình 5 mũi trượt. Một trượt, hai trượt, ba trượt, bốn trượt và năm.
sau đó là hai mũi đơn. 1 2 chân móc cuối cùng, móc chung một chân nữa bạn nhé. 1 mũi đơn. Sau đó là 1 mũi bính. Tiếp theo là 1 mũi chuột. Tiếp theo là 1 mũi bính. Sau đó là 1 mũi đơn, chung một chân luôn. Và móc 1 mũi chân ở 1 mũi đơn ở chân kế bên. Rồi. Mọi người sẽ cắt đen cho mình. Mình sẽ giấu cái phần lên dương nhé. Mấy bạn đừng bỏ cuộc nha. Đúng là móc cái cây đàn thì nó có hơi nhiều chi tiết á, nhưng mà mình móc xong á, mình cảm thấy cái công sức mình bỏ ra rất là xứng đáng các bạn. Rồi mình sẽ giấu lên ở phía sau này luôn. Mấy bạn sẽ kéo cái phần len dương này ra phía sau và gút lại, sau đó mình cắt len cho nó gọn. Đây nè. Rồi tiếp theo thêm một phần len màu đen nữa. Tạo cho mình một dây móc xích gồm 11 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Sau đó móc cho mình một mũi chuột ở chân thứ hai. Và móc hai mũi đơn. 1 2 Sau đó là một mũi nửa kép, mình ký hiệu là T nha mấy bạn. Mũi kép, một mũi nửa kép là 3 vòng len trên kim. Mấy bạn kéo qua luôn. Sau đó cắt một chân. Chân này bỏ. Móc qua chân thứ hai. Chân này bỏ nè. Móc qua chân thứ hai. Một mũi kép. Sau đó là hai mũi kép đôi, ký hiệu là TR. Ba vòng len trên kim. Kéo qua một lần nữa. Hai vòng kéo qua. Hơi khó nhìn. Đèn quấn này 1 nè, 2 vòng nè. Kéo lên một lần. Kéo qua. Kéo qua một lần nữa. Mỗi kép đôi các bạn là mình sẽ quấn 2 vòng lên, 2 vòng lên trên kim như thế. Tiếp theo là 2 mũi kép. Một kép nè. Cái này nó hơi khó thấy một chút. Hai kép nè. Rồi các bạn sẽ móc cho mình hai mũi bính và chuột, một mũi chuột ở đây và kết thúc hàng cho mình. Sau đó kéo lên ra phía sau rồi mình gút lại.
xong rồi, mình sẽ tiến hành khâu vào nhé mấy bạn. Mình sẽ sử dụng cái phần keo này để mình tạo cái độ cứng mấy bạn. Keo này nó khô một tí nó sẽ cứng. Mình sẽ dán như thế này nhé. Bạn sẽ dùng chỉ mấy bạn khâu vào. Sau khi khâu xong thì chúng ta được như thế này nha mấy bạn. Này mặt trái này, mặt phải này. Và tiếp theo thì các bạn cũng sẽ khâu hai cái này lại với nhau. Tương tự nhé. Mình sẽ quay lại sau. Bạn sẽ là dùng chỉ khâu, hoặc là mấy bạn như mình nói lúc nãy á, để bạn sẽ dùng vải nỉ nè, mấy bạn sẽ cắt và dán trực tiếp lên luôn, không cần móc len cũng được. Và sau khi mấy bạn khâu vào thì chúng ta được như thế này nhé. Mình sẽ hướng dẫn mấy bạn trang trí thêm phần hai cái phần râu này. Và sau đó là phần dây đàn. Bạn sẽ sử dụng màu đen. Cắt cho mình một đoạn nhé. Và sau đó mấy bạn sẽ dùng keo á, mấy bạn sẽ vuốt cái phần màu len, len màu đen này cho nó cứng. Để một tí nữa mình tạo hình cho nó dễ mấy bạn. Đâm kim vào và kéo cái phần len màu đen ở phía sau, kéo qua, kéo lên. Sau đó kéo móc từ dưới lên trên và kéo qua. Sẽ được một cái như thế này. Sau đó đâm kim, kéo từ dưới kéo lên. Mình nói thì hơi khó hiểu mấy bạn, nhưng mấy bạn sẽ tạo cho mình giống như là một cái dấu móc như thế này nè.
làm sao cũng được nhé bạn, miễn là tạo cho mình cái hình này thôi. Một tí nữa mình sẽ định hình sau nhé bạn. Bên này cũng tương tự nè. Được một dấu rồi nè, làm tương tự như bên này. Mình sẽ dùng một cái tăm để mình chỉnh nhé, chỉnh để cho nó có cái độ cong nè. Mình sẽ lấy một chút keo để mình cố định. Nó khô nó sẽ cứng cái phần này lại các bạn. Cái phần lên như ở phía sau này thì mình vuốt xong rồi mình cắt bỏ đi. Sẽ sử dụng màu trắng, mình tạo cái phần đường màu trắng ở chính giữa này. Kéo từ dưới kéo lên nha. Một nè, móc hiểu này, móc ở dưới nè.
chỉ màu trắng này ra phía sau luôn. Rồi mình sẽ bút lại. Nếu bạn không bút đen thì các bạn có thể dùng chỉ màu trắng. Nếu bạn khâu qua một đường để tạo hình cũng được. Tiếp tục viền cái phần cây đàn nhé. Mình sẽ sử dụng màu hồng này. Và mình kéo qua. Mấy bạn sẽ viền và viền ở cái gờ phía sau nhé bạn nhé. Phía sau này nè. Móc cho mình 13 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mười một, mười hai và mười ba. Đến đây thì mấy bạn sẽ móc cho mình mũi kép các bạn nha. Móc kép hết luôn. Nhớ là móc gờ phía sau nha bạn. Mấy bạn móc kép hết luôn, móc viền hết mình tới đây. Chỗ này thì ôm cua vô, thì bạn cứ ôm cua vô là móc móc hết. Đến đây là móc. Đến đây mấy bạn sẽ móc cho mình mũi đơn. Đến hết hàng cho mình. Rồi mình sẽ quay lại sau nha. Và sau khi mấy bạn móc mũi kép dọc hết và ôm cái phần thân của cây đàn, thì đến đây thì mấy bạn sẽ móc cho mình mũi đơn nhé bạn. Đến cái phần tay cầm này thì mình móc mũi đơn. Móc cho mình đến hết lên trên này luôn. Rồi mình sẽ quay lại sau nha. Khi móc đến đây rồi thì bạn sẽ chườm dây cho mình. À, lúc nãy mình đã chườm một đoạn dây này rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy không cần thiết. Tại vì đến đây thì mình cũng để mình khâu mấy bạn. Khâu dập luôn. Cho nên cái phần lúc nãy mình chừa thì bạn sẽ cắt bỏ đi nha. Còn bạn nào mà muốn để như thế này, bạn nào muốn để như thế này khâu thì bạn cũng khâu cũng được. Nhưng mà mình nghĩ thì khâu cái phần bên này nó sẽ dễ khâu hơn á. Chừa lên cho mình để khâu nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng màu hồng. Móc cho mình một dây móc xích dài 17 mũi bính. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và 17. Sau đó móc cho mình 15 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Chân móc cuối cùng mấy bạn móc cho mình 4 mũi đơn chung chân luôn nhé. 1 2 3 4. Và mình sẽ móc 15 mũi đơn ở 15 chân kế tiếp. 1 này. Móc cho đến cuối hàng luôn nha. Và cuối cùng sau khi các bạn móc xong 15 mũi đơn thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Và sau đó cắt len. Và mấy bạn sẽ đo nhé. Mấy bạn sẽ ướm nè, ướm vào cái thân đàn ở phía trước nè. Thay tay cầm đi, nó sẽ đẹp hơn để bạn để ngoài đây. Tùy mấy bạn nha. Muốn để ngoài này cũng được, hoặc là giấu ở phía trong này cũng được nha bạn nha. Mình đo nè. Để khâu vào. Cái này là cái phía sau nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ dùng vải nỉ hoặc là bìa cứng. Mình sẽ vẽ cái hình cây đàn. Và mình sẽ lồng vào chính giữa cho nó cứng cáp cái phần cây đàn các bạn. Cái hình của cây đàn như thế này. Rồi mấy bạn sẽ dùng keo, mấy bạn sẽ dán chồng lên nhau nhé. Bìa cứng cũng được mấy bạn. Mấy bạn không có vải nỉ thì bạn sử dụng bìa cứng cũng được nha bạn nhé. Thì các bạn sẽ tiến hành khâu mặt trước và mặt sau của cây đàn. Bạn sẽ khâu ở cái gờ phía trước nha bạn nhé. Gờ ở trước đây là gờ phía sau nè, gờ phía trước nè, gờ phía sau với bạn, xin lỗi. Bên đây là gờ phía sau, bên đây là gờ phía trước.
Rồi mọi người sẽ tiến hành khâu hết cái phần thân khi đèn luôn. Do dung lượng của mình không đủ bộ nhớ với bạn, cho nên mình không thể nào mà làm từng khâu từng mũi kim để cho mấy bạn nhìn kỹ được, tại vì nó không có đủ dung lượng các bạn. Mấy bạn thông cảm cho mình nha. Rồi mấy bạn sẽ khâu từ đây cho đến hết vòng luôn, rồi mình sẽ quay lại sau nhé. Sau khi mấy bạn khâu được nửa chặng đường như thế này rồi thì mấy bạn sẽ dùng vải nỉ lúc nãy mình vừa dán nè, và mình bỏ vào bên trong để mình giữ form nhé. Bỏ vào xong sau đó mình định hình và mình khâu lại, tiếp tục khâu với bạn nhé. Bạn khâu hết cái phần thân cây đàn thì chúng ta được như thế này nha bạn. Rồi cái phần len dư này thì mọi người sẽ tiến hành khâu và chấu vào bên trong luôn. Bạn sẽ chỉnh một chút nhé, chỉnh cho phần thân nó sẽ vuông vắn hơn một chút. Do mình không có đầy đủ nguyên vật liệu để làm cho nên mình tự chế nhé. Mình sẽ dùng cây tăm nè, mình sẽ bẻ ra ở hai đầu hai bên góc nhọn mấy bạn. Tí nữa mình gắm vào bên này, mình sẽ làm cái phần điều chỉnh. Các bạn sẽ bỉ ra thành bốn góc như thế này nhé. Còn bạn nào mà có dây mà màu kẽm màu đen á, hoặc là dây đồng màu đen, hoặc các bạn chế như thế nào cũng được, gắm thêm mấy cái cuộn băng keo đen đó bạn, các bạn quấn cũng được nhé. Do đây mình không có nguyên liệu cho nên mình tự chế như thế này thôi. Rồi mình sẽ sử dụng bút màu đen, mình sẽ bôi đi như thế này. Không có phải tự chế thôi bạn ơi, do không biết sao. Mấy bạn sẽ dùng keo nén nhé. Rồi làm tương tự như vậy cho đến ba thanh còn lại. Mình sẽ sử dụng hạt cườm nhỏ màu đen như thế này nha mấy bạn nha, để mình làm cái thanh tròn bên ngoài như thế này. Mình cũng sử dụng keo nến luôn. Mình nói hơi nhỏ nhé, tại vì bây giờ là 2 giờ sáng rồi bạn, mình quay 2 giờ sáng rồi. Người nhà của mình cũng đang ngủ á, cho nên mình không có nói to được. Mấy bạn sẽ dán như thế này nè. Mình nói sát cái mic luôn các bạn. Không có nguyên liệu cho nên mình cũng phải tự chế thôi các bạn ạ. Tương tự bên này. Theo thì mấy bạn sẽ sử dụng chỉ màu xám để mình làm cái phần dây đàn nhé. Kéo lên trên.
lúc nãy mình dán keo các bạn, nên nó hơi cứng một chút. Các bạn kéo cẩn thận nhé, đừng bị rối chuyện. Mình sẽ làm 5 hàng, 5 vòng chỉ. Rồi, đến đây là đủ 5 hàng rồi. Bây giờ chỉ mình sẽ giấu vào phía trong. Thì chỉnh lại một chút nhé, chỉnh lại cái phần dây đàn cho nó cân đối một chút. Chúng ta đã hoàn thành xong phần cây đàn như thế này. Mấy bạn nếu mà muốn thêm chi tiết như là phần đầu ở trên như cây và cây đàn màu vàng này thì mấy bạn sẽ móc công thức tương tự như cái phần ở phía sau nha. Cái phần này nè, mấy bạn sẽ được như thế này. Rồi mấy bạn sẽ cuộn tròn lại. Cuộn tròn lại như thế này. Rồi mấy bạn sẽ gắn thế này và dùng chỉ khâu lại là xong nhé. Còn bạn nào mà không muốn thêm chi tiết này thì mấy bạn để trống như thế này. Phần này phần phụ thôi, mấy bạn muốn trang trí thêm cũng được và không cũng được. Tán tan. Và đây là thành phẩm mình và mọi người cùng làm nè. Hai cây đàn rất là xinh xắn, màu rất là cute luôn nha mấy bạn. Mình nghĩ là nếu mà làm màu nâu thì sẽ xinh á, thì sẽ giống hơn á. Nhưng mà do mình thích màu mì á, mình làm màu hồng với màu vàng cho nhìn nó cưng các bạn. Đã xong rồi nè. Thì có nhìn nó nhỏ như vậy mà làm hơi cực mấy bạn ha. Nhưng mà cố gắng lên thì mình sẽ có được một cái sản phẩm dễ thương như thế này, độc lạ đấy các bạn. Nếu bạn thấy bài hướng dẫn của mình hay và bổ ích thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy bạn nhớ bật chuông chế độ thông báo, nhận tất cả thông báo để khi mình ra sản phẩm mới thì sẽ gửi đến các bạn để các bạn biết, để các bạn theo dõi mấy bạn. Rồi, mình đến đây là tạm dừng nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.